lên luôn đấy. Có vẻ ngon đấy. Capcom cùng hãng với cả game Dead Rising 4. Ui, thấy giả lập là thấy không vui rồi. Thật luôn, bất cứ game gì thấy giả lập là mình đều không vui cả. Cứ ghét cái chế độ giả lập luôn. Ui, PC setting phát nào. Nút đâu. Dẹp qua lít luôn. Xem nào. Ui, solution. Kệ, mình chơi không phụ màn hình luôn. A, B, đúng A, đúng tím A với B đúng các bạn ơi. Super 2 cho anh. Sao nào, quả lít Super 2 mắc luôn. Super 2 luôn. Default market. Nhưng mà cái ấy đâu nhỉ? Cái nút bấm ở đâu ta? Đây, option đây. Control cái bọn đây rồi. Ê, giả lập cực ghét luôn. Ơ, có mấy tuyến nhân vật cho chúng ta cùng điều khiển nữa nào. Nói chung là WASD ASD PMO PMO Q PMO QL N. Chơi hết bằng phím hết các bạn ơi. Có lẽ không chơi được bằng chuột đâu. Easy đúng rồi. Có mấy cái phím Easy K này kiểu gì cũng là chơi bằng phím này. Đó là thanh niên Nero Dante. Cũng tương tự thôi. À đâu, thanh niên này còn có 1, 2, 3, 4 như thế này. Trên tay MS SM. What the fuck SM. Vâng ghi. Thanh niên này không có phím số. Chỉ có thanh niên Dante là nhiều số thôi. Còn Lady. Bắt đầu Lady. Cũng không có phím số luôn. Còn lại các cái khác đều tương tự. Lady Attack. Chỉ có thanh niên Dante là nhiều phím thôi. Chú ý đến thế thôi. Rồi chúng ta sẽ vào game thử xem chiến như thế nào nào. Play as Nero Dante. Play as Nero. Nay như mình đã coi qua thì có 5 lớp nhân vật đấy các bạn. Nero Dante, Vigil, Lady và Triss này. Legendary Dark Knight là cái gì đó? Huyền thoại kỵ sĩ bóng đêm à? Thôi chơi cái Nero và Dante nhỉ. Còn những cái khác các bạn thử sau nhá. Mình sẽ chơi cái Nero và Dante trước. Select Customer. Hai thằng này là một mà. Đây. Con người thợ săn quỷ. Legendary Dark Knight. Cái này nghe hoành tráng hơn đấy nhỉ. Automatic Tutorial on Creating Save Data. Rồi, game vào đây các bạn ơi. Game này mình nhớ là mình xem phim phò ở đâu đó thì mình thấy đó là nó chặt chém khá là đã tay. Các Capcom Presents.
như nào đi không được, có thể đây rồi. Thủ họa ngày xưa nó hơi hãm nhỉ. Mình nhớ là từ game này nó có cốt truyện tụ lại khủng đấy các bạn ạ. Nó từng là bom tấn của những năm bao nhiêu thì cũng nhớ luôn. Sao đây? Nàng nghĩ chồng à? Thanh niên cố gắng chạy đến để hát bài Em đã là vợ người ta. Đây anh ấy đang cố tới trước khi quá trễ. Thôi em đã lên xe hoa bước theo người rồi. Thanh niên đã chậm chân. Úi giời, lại có một đám gì nữa đây, đám bậu sậu rồi. Game này mình nhớ khá là lâu rồi, thiết kế nhân vật nữ rất là xinh đúng không các bạn? Bây giờ đang chỉ là cái đoạn cinematic để giới thiệu game mà thôi, chưa phải là vào game luôn nha các bạn. Nhân vật nữ rất là xinh đúng không nào? Quái vật trông rất rất là rẻ tiền. Rẻ tiền từ chất liệu cho đến tạo hình. Thanh niên vẫn đang cố đến phá đám cưới của em gái và bị ngăn chặn bởi những người canh cổng. Xinh nhỉ, à? Thiết kế đẹp ấy chứ. Mình nhớ là game này thiết kế khá là lâu rồi, rất là lâu trước rồi. Nó có từ những năm 2000 bao nhiêu ấy mà đã đẹp như thế này rồi. Cái này mà nó được làm lại bản Devil May Cry 5 hay là 6, 7 đó, chắc chắn là cái phần đồ họa nâng cấp rất là nhiều. Đó, game rất là tuyệt vời. Bởi vì game này thì trước đó, từ trước ấy, nó đã nổi tiếng là một tựa game có cốt truyện cực kỳ hay, cực kỳ chất lượng, cũng như là lối chơi rất là sáng tạo. Tại cái thời điểm đó thôi, chứ bây giờ không nói. Nhưng mà nếu nó được làm thêm bản nữa thì chắc chắn là với cái công nghệ về làm game thời điểm hiện tại, chắc chắn là game sẽ rất là tuyệt. Đẹp từ cấu hình đồ họa cho tới là cốt truyện. Không biết là các nhà sản xuất game Capcom họ có ý định đó là làm thêm các bản tiếp theo của Devil May Cry không? Cái đấy là mình cũng không rõ. Ui giời, màu mè quá. Đang chém rất nhiệt tình. Đến mặt ngược và đám cưới nha người ta thì thanh niên mới chịu được cơ. Mãi trưởng thật. Các đồng chí canh cổng nó không thể nào ngăn cản được thanh niên phá đám cưới và để anh ta chạy đến nhà thờ. Nhưng mà đã quá trễ, em đã hát xong bài thánh ca và đã trở thành vợ người ta. Quá nhọn cho thanh niên. À, vẫn kịp đến phá các bạn ạ. Quá trưởng thật. Rồi, khung cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Cái nào đây? À đây là Dante thì vậy. Dante. Years ago, 2000 năm trước. The Dark Knight. The Dark Knight Spada. Spada. Turned again his demon. Turned against Bread his Karen. Demon brethren. And took up his sword, sword for the sake of mankind. Mankind. Nó là cài. Despite his brave efforts, thanh niên này đang kể chuyện thời xưa. Một huyền thoại nào đó mà mình cũng không biết đây là huyền thoại gì. Forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time. Trên thì các người có máu mặt đang nói chuyện mà dưới thanh niên này cứ ấm ớ, bất cần đời. Weak humans. Weak would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you tonight and pray that even okay, vậy là để tóm tắt lại, như vậy là cô này đến đây hát thôi. Và anh chàng này đến muộn. Các cô này thích anh chàng này, chứ không phải là đám cưới vợ người ta như mình nói cho vui vui lúc nãy đâu. Let us pray. Let us pray. Ước đi con. Cầu nguyện đi con.
này làm mình nhớ tới cái gì nhỉ? Cái game Assassin's Creed. Thật sự là như vậy. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Này làm tôi buồn ngủ. Gì đấy? Phát hiện ra cái gì rồi? Phát hiện ra quỷ rồi. Đúng vậy. Đại Dante. Kìa Nero, đại Dante. Ê, ôi thằng này bừa bay. Đi chết cha xứ rồi. Ui, kinh quá. Sợ chưa? Rồi, cả nhà thờ bất ngờ hoảng loạn tất cả lên. Dám giết cha xứ à? Lên thông nói anh em. Sao nó lại giết nhỉ? Mình tưởng hai đứa này là cùng chiến tuyến chứ. Bắt đầu đến cái đoạn khó hiểu cốt truyện của cái tựa game rồi đấy. Mà khoan á, đây là game mà mình có xem phim quái đâu nhỉ? Sao nãy giờ nó toàn diễn này? What the? Ôi, món quà, trời ơi. Ôi. Thôi, đi. Ôi, mệt rồi. Ôi, chết cha xứ rồi. Ui, hư cấu. Ui. Credo. Ôi. Rồi, mày động đến bạn gái tao là cuộc đời mày xong rồi. Không cần biết mày là Dante hay là Dante hay là Dante gì cả. Mày động đến bạn gái anh là cuộc đời mày tan nát rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Vỡ mồm. Đấy là câu chào hỏi thôi, chú hiểu không? Hai viên nữa. À, đỡ được cơ à. Mày dám động đến bạn gái của anh à? Ui dồi ôi. Kinh không? Hình ảnh rất ấn tượng. Cắm thanh kiếm vào bức tượng. Sau đó hai thanh niên giết súng vào nhau. Cùng với cả anh trai của em đi ra khỏi chỗ này đi. Hình như hai đứa này đang ở thế đối lập. Mình chưa hiểu cốt truyện của này tao làm. Rồi, mấy lúc đánh nhau rồi. Ui dồi ôi. Phim Mỹ mà chào thua nhá. Ui sợi ơi. Ui. Kinh không. Sợi ơi. Nhà lộn đánh nhau tầm gần với cả súng ngắn. Đây rồi, thanh niên Dante đã cầm lại thanh kiếm của mình. Anh ấy bổ một phát vào thanh niên Nero ngã sấp mất lờ. Thì không, anh ấy đã đỡ được rồi. Bắn lả từ vị trí của Nero. Bây giờ thì sao đây? Đạp gãy kiếm đổ. Khung cảnh cực kỳ cool ngầu. Nero lao lên, bắn thêm một phát đạn nữa và đạp được vị trí của Dante. Cả hai cùng bung ra và lại chia súng vào nhau. À không, một thằng cầm kiếm thôi. Sau đó thì nói fan một tí. Và bây giờ thì nào là gì? What the fuck? Hả? Mình đéo hiểu là mình đang xem phim hay là mình đang chơi game nữa. Bây giờ mình chưa động vào chuột, động bàn phím phát nào cả. Mission start, mission menu, power up. Return ở mission menu. Thôi chơi nào. Bây giờ mới là chơi game đấy các bạn ơi. Nãy chỉ là xem phim mà thôi. Búp, di chuyển. Gun attack. À, L. Sợi, đán tổng. Ui dồi ôi. Game phải nói là khác xa với cả cái movie mà mình vừa xem các bạn ạ. Sợi, mẹ. Bắn không bao giờ hết đạn các bạn ơi. Bắn đi khi nào nó vỡ mồm thôi. Dăm là phím K nha các bạn. Mãi chỉ ở game rồi. Còn OP các kiểu nữa. Ây ôi, nó bắn rồi.
mày á. Kìa, set off là cái của đợi đấy. The magic redstone of crystalline demon blood offer to the god and earn new power. Cho bạn thêm sức mạnh nào đó. Đại khái đi vậy. Thề cái game movie thì best vãi chưởng cơ. Đến game chơi thì cảm giác cứ như là đang chơi game 2D. Chị bắn à? What the fuck? Nó bắn súng sấy, mình thì bắn từng viên một. Mà chỉ chém thôi à? À chỉ bắn thôi à? What the fuck? Kiểu đấu đạn sao? À RB, what the fuck? RB là cái nút quái gì vậy? LS là cái nút quái gì vậy? Ai cũng LS cộng A. What the? Ê, LS là cái gì ta? Red RB sideways on LS cộng A. Trời ơi, làm quen với lũ thấy mệt nữa. Nãy là LGPK. Ây. Rồi. Chịu đi, chắc sẽ cũng chả hiểu đâu. Bởi vì nó là cái phần đấy mà. Chúng ta phải vào phần cây boa. Phần sông cây boa đúng rồi. Nero nhưng mà chúng ta đang chơi. Gun attack, jump là K. Review bring, review trigger, spec look on, quy tàu là M, trên target O, reset camera là P, camera control. Có phím quy thì mình chưa bấm thử các bạn ạ. Phím quy tức là phím T được rồi. Phím quy chưa? Nhạc nghe rất là đau đi. À. Reverse your control, super smash no button, hex and key. RB là khiến gì đó? P là sẽ ra. Cái bấm cái gì mà lăn lộn như kia rồi. RB là cái quái đó. Đó là lý do tại sao mình ghét những game giả lập.
con LS cộng A. Chắc là có tín điều hướng rồi. Cố thử. Khó nhỉ. Xem nào. Cần. Option. Control liên tắc. Hero LB, RB, loop on à. Loop on là tính spec đấy các bạn. RB chigit, RB chigit là cái gì đó. Bên kia RB chigit là gì đó. Bên này RB chigit là phím N, N và spec à. N và spec à. Được rồi. N và spec RB A RS RB. Có được chó đâu, what the fuck. RB Sideway on LS cộng A. Sideway on LS cộng A. Jump. LS cộng A. Trên target. RB loop on. Sau đó là LS cộng A. Là trên target, sau đó thì ấn nó nhảy. Quay lại bên này xem cái phần control của PC. Rồi đầu tiên là jump, rồi sau đó thì LS cộng A là trên target thôi nhỉ. Trên target là phím O à? Phím O mới cả nhảy à? Phím O mới cả spec à? Có được chó đâu, what the fuck, lừa người à? À đây, được rồi. Phải đầu tiên, các bạn muốn làm được cái này, các bạn phải giữ phím spec. Sau đó các bạn di chuyển. Rồi các bạn ấn phím O. Rồi ấn phím G. À đâu, phím K chứ các bạn. Khá là phức tạp các bạn ạ. Đó, đó, đó. Ok. Đây để mình nói lại một chút nhá. Đó là các bạn phải giữ phím spec, sau đó các bạn di chuyển. Rồi các bạn ấn phím K nữa là nó tự động nó lăn. Ngầu vãi trưởng nhưng mà đi mất rồi. I guess this doesn't quite cut it. Yeah. What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? Nói chậm lên bạn ơi. Một tiếng Anh của mình CA đi. E, what the E, what the fuck E, E là cái nút quái gì vậy? À là phím y ngắn nha các bạn. Hay có thể nó là thay phím chém bên cái. Sợ gì em? Sợ gì em? Sợ gì em? Ai gù, ai gù, ai gù, ai gù, ai gù, ai gù.
Ayu, chém phát nữa thôi, căng vậy. Rồi xong. Bây giờ thì là lại RB mà back on LS cộng Win. Mình lại quên RB là phím gì và LS là cái phím quái gì rồi. Thật sự là như vậy. Mình nhìn cái gì? Mình cái thái độ à? Mày. Cứ gần lại nó, giữ phím spec, sau đó ấn phím lăn tròn, sau đó ấn chém nhé các bạn. Đó, chém được những pha như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm được 3 lần là chúng ta thắng, là qua được màn tiếp theo. Cái game này là quá quan trọng cái việc các bạn lock on, đó là các bạn giữ phím spec nhé các bạn. Nó sẽ có một cái hình tròn xung quanh đối tượng của chúng ta nhắm tới. Ui, đây rồi. Mình nhớ không nhầm, đây là một tay phong ấn vậy. Đúng vậy. You got a trick up your sleeve. I thought the cat had your tongue. It's a trick you're looking for. Đúng rồi, cánh tay đặc biệt. Looks like you too are. Ôi ôi, khỏe đấy anh ơi. Kìa, né quả cun ngầu vãi trưởng luôn. À, mà tiết lộ các bạn một chút, đó là game này cũng có cái hệ thống âm nhạc khá là hoành tráng nha các bạn. Tìm B à? B được kỳ quái nào vậy? À, là L nha các bạn. Mày hả bởi. Kìa, đấu đạn, sợ không? Mày hả bởi. Thấy à, cho đấy. Kìa, đỡ bằng tay không. Ui ôi, khỏe với anh ơi. Thấy à. Kìa, ngầu không kém. Trời ơi. So, you're looking to play, huh? Alright, I guess I got some time to kill. Tough guy, huh? Đèn chơi với anh ơi, không muốn xem phim đâu. Nãy thì mình không hứng lắm với cả cái kiểu game này, nhưng mà bây giờ thì mình thích rồi đấy. Nhưng mà combo khá là đa dạng. Đây rồi. Ai ui Cái gì? Mày. Mình vô đó trước rồi mày à? Ôi á, lại vô đó trước rồi mà. What the fuck? Mày hả bởi. Giữa mặt anh hả em? Giữa mày em. Ôi thôi xong em. Mày.
Ây u, đợt chém đâu á. Mày thằng ấy vỡ áo rồi nhé, sợ nhé. Rồi, trúng rồi, hay quá. Cuối cùng thì có hạ thanh niên Dante. Kinh không, kinh không. Vỡ mồm. Mày động vào bạn gái anh à? Nãy chỉ là một đạp xã giao thôi, bây giờ mày đấm thật đấy em ơi. Động vào bạn gái anh à, động vào bạn gái anh à. Nhưng mà đấm hơi cục đấy. Ui, 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 thanh niên này hóa quỷ. Càng ấy. Mình không nghĩ là sẽ kết thúc như thế này thôi. Thanh niên kia còn chưa hóa quỷ mà. Getting better. Rồi, lại quay lưng lại với đối phương. I would even go as far as to say that I underestimated your. Gì đấy? Ui. You aren't human, are you? Các bạn là người không vậy? We're the same. You and. Tôi nó cũng giống giống với cả thằng Nero rồi thôi. Anh ta nói vậy. And them. Bán nữa. Thanh niên hóa quỷ rồi à? Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? Nói quá vậy. Learn the meaning soon enough. But business beckons. Business beckons. Hey! Oi! Adios, kid. Adios. Adios, you idiot, kid. Giấu cái tay đi. Được rồi. Đó là một chút về lối chơi của tựa game The Devil May Cry 4 cũng như là một phần cinematic của tựa game này. Có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc cái phần review game ở đây thôi. Mặc dù nó rất hay và mình rất là muốn chơi tiếp nhưng mà nó hơi trễ quá rồi. Nó hơi tốn thời gian rồi. Bây giờ game như thế nào mình sẽ để các bạn trải nghiệm nốt nhá. Còn bây giờ mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game The Devil May Cry 4 Special Edition. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhá. Các bạn nhớ subscribe channel gì nhỉ? À channel PC Crack Gaming của mình cũng như là like comment Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình giới thiệu nhá. Tạm biệt các bạn.